Không chỉ tại Tam Chấn là huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum mà nhiều người dân ở các tỉnh thành lân cận cũng cảm nhận rõ dư chấn từ những trận động đất vào trưa 28 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị, theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, ngày 28 tháng 7 năm 2024 ghi nhận tổng cộng 21 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plong thuộc tỉnh Kon Tum. Trận đầu tiên xảy ra trong ngày ghi nhận lúc 3 giờ 13 phút với cường độ là 3,4 độ Richter, độ sâu tâm chấn khoảng 8,1 km. Đáng chú ý nhất là trận động đất thứ tư trong ngày mạnh 5 độ Richter xảy ra lúc 11 giờ 35 phút, được cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai cấp 2. Trận động đất lan rộng đến nhiều địa phương lân cận và thậm chí một số người dân ở các chung cư cao tầng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết cảm nhận được tình trạng rung lắc. Đây được xác định là trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận tại Kon Tum, khi trước đây chỉ từng ghi nhận một trận động đất mạnh với cường độ là 4,7 độ Richter xảy ra vào ngày 23 tháng 8 năm 2022. Sau đó, trong buổi chiều và tối có thêm 17 trận động đất với cường độ phổ biến từ 2,8 đến 3,2 độ Richter được ghi nhận và không đi kèm cảnh báo mức độ nguy hiểm, tức rủi ro thiên tai cấp 0, nâng tổng số trận động đất trong cùng một ngày lên con số 21. Bên cạnh ghi nhận cường độ mạnh thì ngày 28 tháng 7 cũng được xem là ngày ghi nhận nhiều trận động đất nhất ở Việt Nam. Trước đó, trong ngày 18 và 20 tháng 7 cũng ghi nhận xảy ra động đất tại địa bàn huyện Kon Plong với cường độ từ 2,8 đến 3 độ Richter. Không chỉ Kon Tum là tâm chấn động đất, người dân tại các tỉnh lân cận cũng cảm nhận được trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra vào trưa 28 tháng 7. Người dân ở các tỉnh thành như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, thành phố Đà Nẵng cho biết có thể cảm nhận được rung lắc do ảnh hưởng của trận động đất. Dư chấn động đất còn khiến nhiều người bị rơi vỡ đồ đạc trong nhà, tường vỡ toát. Tuy thiệt hại là không lớn, nhưng nhiều người đều có chung cảm giác hoang mang. Những trận động đất liên tục với cường độ mạnh ở Kon Tum đã gây rung lắc không chỉ ở những địa phương lân cận mà ảnh hưởng tất cả thành phố Hồ Chí Minh, khi nhiều người ở chung cư tại nhiều khu vực cảm nhận rung chấn. Anh Thiện Linh, một cư dân ở chung cư The CBD tại phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh giật mình khi nhận ra nhà cửa rung lắc. Có thể thấy trong clip từ camera an ninh được anh Thiện Linh cung cấp, nước trong hồ cá rung lắc mạnh. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Kon Plong xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 5 độ Richter. Theo các chuyên gia, động đất xảy ra tại huyện Kon Plong là động đất kích thích. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hoạt động tích xả nước của các thủy điện trên địa bàn làm thay đổi trường ứng suất trong khu vực, dẫn đến động đất. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, liên tiếp xảy ra những trận động đất có cường độ khá mạnh trong ngày 28 tháng 7, do ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nhà cao tầng nên có thể ở một số tòa nhà và vị trí người dân cảm nhận được dư chấn rung lắc, nhưng tác động có thể không lớn. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn tiếp tục theo dõi tình hình, sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, liên tục dự báo những tác động nếu có đến cộng đồng, nên mọi người cần hết sức bình tĩnh. Thưa quý vị, ngay sau khi trận động đất 5 độ Richter xảy ra vào ngày 28 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plong đã yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện khẩn trương xuống địa bàn đánh giá thiệt hại nhà cửa, tài sản, trụ sở các cơ quan đơn vị để có phương án xử lý, khắc phục kịp thời thiệt hại do động đất gây ra. Qua đó, phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai các biện pháp ứng phó với động đất, đồng thời nắm bắt tình hình, động viên người dân ổn định tư tưởng, tiếp tục lao động sản xuất và ổn định cuộc sống. Ủy ban nhân dân huyện Kon Plong cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổng hợp báo cáo nhanh thiệt hại gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiếp tục rà soát đánh giá kỹ thiệt hại về cơ sở vật chất và đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục gửi về Ủy ban nhân dân huyện để xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục. Tối 28 tháng 7 năm 2024, bà Lê Kim Huệ, 62 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết, người chị ruột của bà là Lê Thu Vân, 65 tuổi, bị can thứ 7 trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, xảy ra tại nơi tự xưng tỉnh Thất Bồng Lai đã chết. Bà Lê Kim Huệ cho biết, tuy đã đi theo ông Lê Tùng Vân từ năm 1978, nhưng đến nay chị bà là Lê Thu Vân vẫn chưa cắt hộ khẩu khỏi gia đình. Chị bà sinh 7 đứa con trong lúc chung sống với ông Lê Tùng Vân, nhưng một đứa đã chết. Bà Huệ biết chị bệnh nặng từ vài năm qua, nhưng mỗi lần lên đều không được người trong tỉnh Thất Bồng Lai cho vào bên trong, nên bà cũng không biết chị mình chết. Bà Huệ cho biết mình được cán bộ tư pháp xã Hòa Khánh Tây báo hồi chiều 28 tháng 7 và đang chuẩn bị lên dự đám tang vào sáng 29 tháng 7. Bà Lê Kim Huệ cho biết thêm, bà cũng phải đến Ủy ban nhân dân xã Hòa Khánh Tây nhờ giúp đỡ mới được vào bên trong tỉnh Thất Bồng Lai.
Bị can Lê Thu Vân, 65 tuổi, quê quán phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, là đồng phạm của ông Lê Tùng Vân, từng ngụ nơi tự xưng tỉnh thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, sau đó đổi thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can Lê Thu Vân để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tại thời điểm khởi tố, bị can Lê Thu Vân không có mặt tại tỉnh thất Bồng Lai và cũng không ai biết bị can đã đi đâu. Ngày 28 tháng 7 năm 2022, bị can Lê Thu Vân ra đầu thú tại Công an phường 15 tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An có quyết định tách bị can Lê Thu Vân ra một vụ án riêng để thuận lợi hơn cho hoạt động điều tra. Sau đó, bị can Lê Thu Vân trở về tỉnh thất Bồng Lai sinh sống và phối hợp điều tra trong nhiều vụ án. Bị can Lê Thu Vân được xác định là đồng phạm của ông Lê Tùng Vân trong các hoạt động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Thượng tọa Thích Nhật Từ là Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Giác Ngộ, bán bộ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật, xúc phạm Công an huyện Đức Hòa. Trong 5 video vi phạm pháp luật của hai tài khoản, 5 chú tiểu, Thiền Am bên bờ vũ trụ và Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên Official đều có bà Lê Thu Vân tham gia với vai trò tích cực. Theo hồ sơ tư pháp, bà Lê Thu Vân không có chồng nhưng có 3 người con là ba bị án Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên, cùng một người con gái có liên quan đến vụ án loạn luân mà Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố ngày 29 tháng 4 năm 2024. Trong tỉnh thất Bồng Lai, ngoài bà Lê Thu Vân còn có người nữ khác tên Lê Thị Thu Vân là em gái ruột của ông Lê Tùng Vân. Như báo Thanh Niên đã thông tin, 6 bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai từ năm 2019 đến 2021 đều thụ án phúc thẩm. Cụ thể, bị cáo Lê Tùng Vân, 92 tuổi, 5 năm tù, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên, 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc, 3 năm tù. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang thực hiện các thủ tục để đình chỉ điều tra đối với bị can Lê Thu Vân, ngụ nơi tự xưng tỉnh thất Bồng Lai theo quy định do bị can này đã chết. Vâng, về cái mưa bão ở các tỉnh Bắc Bộ thì tháng 7, tháng 8 và tháng 9 cũng là cái tháng chính vụ của cái mùa mưa bão của Bắc Bộ. Nên là cái khu vực Bắc Bộ và cả khu vực Tây Nguyên nữa trong cái tháng 7, tháng 8 và tháng 9 vẫn tiếp tục có những cái đợt mưa lớn và cái nguy cơ lũ quét và trượt lở đất ở khu vực Bắc Bộ cũng như Tây Nguyên trong cái tháng 7, tháng 8, tháng 9 là cái mức cao. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 27 tháng 7 năm 2024, ở miền Bắc đã có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo từ chiều tối và đêm 28-29 tháng 7, miền Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến tại khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ 40-100mm, có nơi trên 200mm, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 30-70mm, có nơi trên 100mm. Ngoài ra, tối và đêm 27 tháng 7, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ đêm 29 đến 31 tháng 7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Mưa lớn ở khu vực này từ đêm 31 tháng 7 có khả năng giảm dần. Cơ quan khí tượng cho biết thêm, hiện nay ở đảo Phú Quốc có gió giật cấp 7. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Ngày 28 tháng 7, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, vùng biển khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m, biển động. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình thời tiết trong các bản tin sau.